Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em chúng ta tham gia vào một cái kèo Airdrop độc quyền đến từ cộng đồng CCA. Chúng ta sẽ nhận được phần thưởng là 50 cái đồng token Pixel, một trong những cái đồng coin đang rất là hot. Và đây là dự án được Launcher Pool ở trên sàn Binance. Thì hôm trước mình cũng đã có hướng dẫn cho anh em một cái post ở trên Telegram để hướng dẫn cho anh em chúng ta tham gia vào cái sự kiện Launcher Pool này. Hiện tại thì còn khoảng 2 ngày nữa để các bạn tham gia. Nếu như anh em nào mà chúng ta đang hold cái đồng FDUSD hoặc là đồng BNB thì các bạn có thể là đem lên Binance để chúng ta có thể stake và nhận được cái đồng Pixel. Đấy, thì trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em nhận free 50 cái đồng token Pixel này ở trên sàn Binance và hướng dẫn cho anh em tham gia vào Launcher Pool. Nếu như anh em chưa tham gia thì hiện tại còn 2 ngày nữa để chúng ta có thể là tham gia. Với cái chương trình nhận 50 cái đồng token Pixel thì cái chương trình này sẽ chỉ áp dụng cho những người dùng mới đăng ký tài khoản sàn Binance qua đường link của CCA Channel. Và 5.000 người dùng đăng ký mới Binance đầu tiên thông qua link web của CCA và hoàn thành xác minh KYC và cũng như là giao dịch spot hoặc là margin hoặc là future thì các bạn sẽ nhận được mỗi người là 50 ở cái đồng token Pixel. Đấy, thì đầu tiên các bạn sẽ cần phải đăng ký cái đường link, chúng ta sẽ cần phải đăng ký cái tài khoản sàn Binance qua cái đường link rep của CCA. Đường link đăng ký thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả của video nhé. Thì các bạn sẽ nhấp vào đường link thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến một cái giao diện đăng ký. Bởi vì cái sự kiện này thì sẽ chỉ dành cho những cái người dùng mới thôi, nên là những bạn nào mà có tài khoản Binance rồi thì anh em không thể tham gia được nữa. Đấy. Và nếu như anh em có khả năng ABC, XYZ thì chúng ta cũng có thể là kiếm vào làm nhiều ạc ở trong cái kèo này. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là đăng ký bằng email hoặc là bằng số điện thoại nhé. Thì các bạn sẽ tiến hành nhập cái email hoặc là số điện thoại của bạn vào đây. Sau đó chúng ta sẽ, nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã xác minh để chúng ta có thể là xác nhận và tạo tài khoản. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo cho mình một cái mật khẩu đấy, đăng ký và các bạn tiến hành đăng nhập vào. Sau khi mà anh em chúng ta đăng nhập vào ở trong cái tài khoản Binance rồi thì các bạn sẽ thấy đây chính là cái giao diện của sàn Binance. Thì sàn Binance là hiện tại đang là sàn top 1 thế giới. Đấy, nên là nếu như các bạn chưa có tài khoản thì chắc chắn rồi chúng ta nên tạo một cái tài khoản. Đấy, bởi vì sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ cần phải sử dụng đến cái sàn Binance. Rồi thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục hình người này. Ở cái mục này thì các bạn sẽ chọn tiếp cho mình vào cái phần setting. Ở đây thì nó sẽ hiện một cái phần là chưa xác minh này. Thì nếu anh em mà chưa KYC thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục này. Ở đây thì mình đã KYC nên là nó hiện lên là verified. Còn nếu anh em chưa KYC thì các bạn sẽ nhấp vào đây để chúng ta tiến hành là KYC nhé. Đấy, KYC thì anh em sẽ cần phải chụp lên các cái thông tin như là chứng minh nhân dân. Đấy, và cái ảnh khuôn mặt của chúng ta. Và sau khi mà KYC xong ấy thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần deposit và chúng ta có thể là mua crypto thông qua P2P, các bạn có thể sử dụng tài khoản ngân hàng để mua. Đấy, hoặc là chúng ta cũng có thể là nạp từ các cái sàn giao dịch khác. Các bạn có thể nạp cho mình khoảng 5 đến 10 USDT ở cái mạng BSC nhé. Thì phí nó sẽ rẻ hơn. Thì anh em nạp vào và sau đó thì các bạn sẽ vào cái phần trade. Đấy, chúng ta sẽ vào mục spot để các bạn có thể là trade một lệnh. Đấy, một lệnh duy nhất. Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải có hai bước này. Đầu tiên là các bạn cần phải đăng ký và hoàn thành xác minh KYC. Bước thứ hai đó là chúng ta sẽ giao dịch. Giao dịch thì nó sẽ có 3 loại lệnh, đó là spot, margin hoặc là future. Thì các bạn sẽ chỉ cần giao dịch một trong ba cái loại này nhé, với một cái volume bất kỳ. Tức là các bạn có thể sử dụng cái, các bạn có thể vào cái mục trade này, chúng ta sử dụng cái số lượng USDT mà chúng ta vừa nạp vào ấy. Các bạn mua cho mình khoảng 2 đến 5 đô. Hình như là ở trên Binance thì cái khối lượng tối thiểu là 10 đô để chúng ta có thể giao dịch nhé. Nên là anh em lưu ý là nạp vào cho mình khoảng 10 cho đến 11 đô. Đấy, và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng 11 đô này để chúng ta có thể là mua BTC hoặc là mua Ethereum. Sau đó các bạn bán ra luôn hoặc là các bạn hold thì tùy các bạn. Nhưng mà chúng ta chỉ cần thực hiện một cái lệnh giao dịch ở bên spot này, margin hoặc là future thì sẽ đều được tính cả nha các bạn. Đấy, bởi vì nó cũng không yêu cầu volume nên là anh em chỉ cần đặt một cái lệnh tối thiểu, sau đó chúng ta đóng lại là xong. Như vậy là chúng ta sẽ có thể là nhận được cái phần thưởng là 50 cái đồng token Pixel. Và phần thưởng thì dự kiến thì sẽ được phân phối vào cái ví spot cho các bạn vào ngày 19 tháng 2 vào lúc 10 giờ UTC, tức là khoảng 17 giờ theo giờ Việt Nam. Thì các bạn có thể vào cái phần là kiểm tra phần thưởng, tài khoản và phần phân bổ.
thì nói chung là nó sẽ tự động trả vào ở trong cái phần tài khoản spot cho các bạn luôn nhé. Đây, các bạn có thể kích vào cái mục spot để chúng ta xem cái tài khoản, thì nó sẽ cộng 50 cái đồng pixel vào trước ngày 19 tháng 2, 17 giờ ngày 19 tháng 2. Đấy, thì đây là một trong những cái sự kiện nhằm thúc đẩy người dùng mới của Binance dành cho cộng đồng CCA. Và nếu như anh em chưa có tài khoản thì chúng ta có thể là đăng ký và tham gia. Với dự án Pixel này thì cũng không phải nói nhiều nữa, bởi vì nó quá là hot rồi và cũng ra mắt được một cái thời gian khá là dài. Thì đây là một cái dự án làm về GameFi chạy trên cái mạng lưới Ronin của cái công ty SkyMavis, là một trong những cái công ty mà đã tạo ra cái tựa game Axie Infinity. Đấy. Rồi thì bây giờ để anh em chúng ta có thể là tham gia được cái launch pool ấy, thì các bạn có thể nhấp vào cái mục là earn. Hoặc là dễ hơn thì các bạn sẽ nhấp vào cho mình cái phần mục more nhé. Đây, earn này là phần staking. Còn launch pool thì hoặc là launch pad thì các bạn kích vào mục more. Sau đó các bạn chọn vào phần launch pad, launch pool. Ở cái mục này thì các bạn sẽ lướt xuống, chúng ta sẽ thấy nó có hai cái mục để các bạn có thể là stake. Thì ví dụ như chúng ta có FDUSD là cái đồng stablecoin. Đấy, thì cái đồng stablecoin này thì anh em nếu như chúng ta muốn stake thì các bạn có thể là đổi USDT thành FDUSD để chúng ta stake ở đây. Còn nếu như các bạn hold BNB ấy, thì các bạn có thể là stake ở đây. Ví dụ như các bạn sẽ nhấp vào cái mục stake này. Đấy, sau đó chúng ta sẽ nhấp vào phần stake và chúng ta sẽ nhập cái số lượng này. Ví dụ như mình có 0.7, đấy thì mình sẽ nhấp vào phần stake. Đấy, và cái phần thưởng của chúng ta thì nó sẽ hiện ở đây nha các bạn. Phần thưởng mà chúng ta nhận được sẽ hiện ở đây. Và các bạn chúng ta có thể là vào claim, tức là chúng ta sẽ thu hoạch cái lượng token pixel mà chúng ta nhận được hàng ngày. Đấy, hoặc là các bạn có thể là đợi hôm sau khi mà cái chu trình này kết thúc ấy, thì sau cái khoảng thời gian này thì nó sẽ tự động trả về cái tài khoản spot cho các bạn luôn. Đấy, chúng ta không cần claim hàng ngày mà các bạn có thể đợi hết chu kỳ, nó sẽ tự động trả về cái tài khoản spot. Ví dụ như ở đây, các bạn thấy là mình đang stake 25 BNB, thì mình stake từ ngày đầu ấy, con này thì nó cho stake trong vòng 10 ngày, hiện tại thì còn hơn 2 ngày nữa sẽ kết thúc. Thì các bạn sẽ có thể nhấp vào cái phần là Pending Harvest, đấy, thì các bạn sẽ nhấp vào phần Harvest All, đấy, thì nó sẽ cộng cái số lượng pixel của mình vào, đấy, sẽ thu hoạch cái lượng pixel. Thì bây giờ chúng ta có thể vào cái phần Asset để chúng ta kiểm tra nhé. Đây thì các bạn có thể nhập vào phần tìm kiếm này, bởi vì cái đồng này hiện tại nó chưa list nha các bạn. Pixel này, đấy thì các bạn sẽ thấy là cái số lượng mà chúng ta vừa claim ấy, nó đã vào ở trong cái tài khoản Binance của chúng ta nhé. Thì chúng ta đợi nó list thì chúng ta bán thôi. Đấy, hôm trước thì mình cũng đã có hướng dẫn cho anh em một cái post rất là chi tiết. Ở đây, thời gian mà cái đồng Pixel này được list sẽ là vào lúc 17 giờ, tức là 5 giờ chiều ngày 19 tháng 2 năm 2024 theo giờ Việt Nam. Nó sẽ list một số cặp như là Pixel trên BTC, Pixel trên USDT, trên BNB, trên FDUSD và trên TRI. Đó, thì các bạn có thể mình sẽ để cái đường link chi tiết về cái sự kiện Binance Launch Pool này cho các bạn. Thì nói chung là trong cái kèo này thì anh em tập trung chúng ta làm airdrop, và nếu như các bạn có tiền thì chúng ta có thể tham gia vào staking. Nó cũng có rất là nhiều các cái thông tin ở trong cái phần là chi tiết của cái sự kiện Launch Pool này, để anh em chúng ta có thể đánh giá được về tokenomics cũng như là một số các cái thông tin tổng quan về dự án. Đấy, thì các bạn có thể tự tìm hiểu thêm. Ok, và video hướng dẫn của mình thì kết thúc ở đây. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.